Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thánh Đường DA. Hôm nay chúng ta cùng nhau chia sẻ một trình lốp của dự án Collect. Tham gia vào dự án hôm nay thì bạn sẽ cần vào link phía dưới mô tả video. Sau đó các bạn đăng nhập tài khoản Twitter Google. Nhiệm vụ đầu tiên chúng ta đó là chúng ta sẽ follow cái Twitter. Ta nút follow xác nhận nhiệm vụ này. Follow tiếp kênh Twitter nữa của dự án H2O và retweet bài đăng này. Chúng ta xác nhận nhiệm vụ này. Rồi join vào các kênh Telegram. Kênh thứ nhất đây. Hôm nào còn Umo đấy thì. Kênh Telegram thứ hai. Ấm vừa thì giờ mặc tạm. Visit Reddit, chúng ta mở kênh Reddit ra để chúng ta follow kênh Reddit này. Đúng rồi, con hôm nào con hỏi bà cái mẫu quần đấy đấy. Rồi join cái Discord này. Mấy chục. Vì nhiều quần áo lắm rồi. Tâm ra xét hình ba. Xấu thế chả đẹp cái gì. Thôi nó chê xấu rồi mẹ, để cho con. To quá bộ này sợ. Rồi tiếp theo chúng ta trở lại, đây chúng ta xét nhiệm vụ nhé. Để chỉ vía 20 các bạn có thể dùng ví MetaMask hoặc là ví khác để chuyển xuất connect. Còn con thì cuối cùng các bạn sẽ có link dép, các bạn có hình dép chia sẻ bè thân dép chúng ta. Ok, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau chia sẻ hình trình Adobe của dán Collect. Chia sẻ phương lợi thưởng là 2.500 token Collect X. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Xin chào các bạn. Xin tiếp theo.